Sẽ hướng dẫn các bác một kỹ thuật tỉa hoa mới, đó chính là kỹ thuật chẻ cánh hoa. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một quả bí non. Các bác có thể là chuẩn bị quả đu đủ cũng được, tùy theo mùa thì mới có bí non thôi. Dụng cụ là chúng ta sẽ chuẩn bị một con dao tỉa nâng cao này, một con dao tỉa mỏng như này. Các bác nhớ cái hình dáng của nó, mua ở ngoài chợ rất là đơn giản thôi. Cái này là để chẻ cánh hoa, một cái kéo để cắt cánh hoa. Còn cái bào đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng bào để bào cái phần đuôi này đi, chúng ta sẽ tỉa và chẻ cánh ở đây, bào qua cái lớp vỏ cứng này. Và loại hoa hôm nay tỉa thì chúng ta sẽ tỉa là hoa hướng dương. Sau khi đã dùng bào để vào qua một cái lớp vỏ này thì bây giờ chúng ta sẽ dùng dao để cắt cái phần đuôi dày của nó nhé. Hoa chúng ta để dày tầm này. Đây, chúng ta sẽ dùng cái bộ phận này để tỉa các bác. Thay vì tỉa cái cánh bằng dao tỉa nâng cao thì bây giờ chúng ta sẽ dùng loại dao này để chẻ cánh này. Các bác dùng dao này lách dao. Nhớ đặt tay đặt ở đây để làm điểm tì ở đây. Chúng ta sẽ tỉa cánh hoa nó mỏng thôi. Lách dao khi nghĩa là các bác đặt dao nguyên ở một vị trí và dùng cái tay này hơi lách cái phần cuống của bí non này thì cánh hoa nó sẽ đều, nó mỏng không bị đứt. Các bác nhớ nhé, cái cánh chẻ đầu tiên này. Tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy, lách dao dần. Các bác nhớ nhìn để ý cái tay của em nhé, em sẽ lách bằng cái này, lách bằng khối chứ mình không tỉa bằng tay này. Cái tay giữ dao giữ nguyên chỗ, hạ xuống đây, kéo ra rất là mỏng. Đặt tay ở các cánh hoa, các bác nhớ lưu ý cẩn thận để không gãy cánh. Chúng ta được vòng cánh đầu tiên. Sau khi đã tỉa xong vòng cánh đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ tỉa tiếp vòng cánh thứ hai nha các bác. Và các bác lưu ý là tỉa hết sức cẩn thận, nếu không thấy bị gãy cánh. Và để tỉa vòng cánh thứ hai ấy thì ở mỗi cái điểm giữa này chúng ta sẽ tỉa so le thứ hai cánh. Ở cái điểm giữa này bây giờ chúng ta sẽ lại đi qua một đường thẳng để dọn. Hạ dao xuống đây. Lấy cái mũi dao này, hạ cái phần thừa, cắt cái phần thừa đi. Thì lát nữa khi chúng ta tỉa sẽ được cái đường thẳng. Đây, cứ so le giữa hai cánh này. Chúng ta dọn cái phần thừa, cái điểm góc khúc này. Tiếp theo thì
cũng tỉa tương tự như bước đầu tiên là so re giữa hai cánh. Chúng ta đặt mỏng thôi. Lách dao tiếp tục. Đấy, cánh hoa như thế này, so re giữa hai cánh. Các bác lưu ý là tỉa vòng cánh thứ hai nó sẽ khó hơn vòng cánh đầu tiên, bởi vì chúng ta sẽ hạ dao thẳng xuống. Nhưng mà với cái loại này ấy, thì đến đầu tiên thì chúng ta vẫn cứ nghiêng dao này. Khi đến tầm giữa ấy, thì chúng ta bắt đầu quay cái mũi dao đâm thẳng vào bên trong. Thì nó sẽ lấy được cái phần chân ở đây. Nếu chúng ta nghiêng thì dao nó sẽ phạm vào vòng cánh bên ngoài. Dễ bị phạm cánh, dễ bị đứt cánh. Đầu tiên là cứ đoạn này cao thì chúng ta cứ ngang dao, rồi sau đó lại chĩa mũi dao xuống dưới. Cái điểm ta vẫn lấy được cái điểm chân cánh này. Xong rồi bước 2. Thì bây giờ chúng ta đến bước tiếp theo là bước cắt cánh hoa nha các bác. Đây, chúng ta sẽ dùng kéo này. Ở mỗi cái đường này chúng ta sẽ lấy kéo cắt hình dáng cánh hoa, hạ xuống điểm chân cánh này. Đây, cánh hoa đầu tiên. Tiếp theo chúng ta làm tương tự như vậy. Sau khi đã chẻ và cắt xong hai vòng cánh thì bây giờ chúng ta sẽ dùng dao này, chúng ta sẽ luồn xuống đây chân cánh này, cắt cái phần thừa bí thừa đi để tỉa vòng nhụy các bác. Đoạn này các bác nhớ hết sức cẩn thận, rất dễ bị gãy cánh. Lách dao. Sau khi dùng dao là bỏ đi cái phần thừa này thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái dao tỉa nâng cao để tỉa vòng nhụy cho các bác. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu dọn này, tỉa vòng nhụy nâng cao như bình thường, nghiêng dao ra dọn. Các bác dọn cẩn thận vào sát mép xuống dưới chân cánh thôi, đừng quá tay thì sẽ bị dễ bị gãy cánh.
Ừ, mỗi cái điểm này thì bây giờ chúng ta đi cái đường chữ V nhé các. Chữ V nhỏ thôi. Thì chúng ta sẽ nghiêng dao ra là dọn. Bước tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tỉa tương tự như vậy, so le ra hai cánh, tỉa sâu vào bên trong, tỉa cái chi tiết nhỏ này các bác. Sau khi đã tỉa xong vòng cánh thứ ba của vòng nhụy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là lách dao các chi tiết nhỏ. Đây các bác, bắt đầu là tỉa các chi tiết nhỏ. Lách dao cánh răng cưa này. Nghiêng dao ra rõ. Tiếp tục lách dao.
tỉa xong vòng nhụy các bác. Yêu cầu là chúng ta sẽ tỉa từ cao xuống đến thấp và chúng ta sẽ đi đường dao tầm 3 vòng cánh thôi, sau đó là lách dao qua chi tiết nhỏ này các bác. Bây giờ chúng ta sẽ ngâm trong nước trong vòng 5 phút để cho cứng cánh hoa lại. Trong lúc ngâm bông hoa thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng cái phần bí thừa để tỉa một chút lá bày xung quanh bông hoa nha các bác. Đầu tiên là đi đường dao. Đường dao hai đường chữ V song song nhau. Kéo xuống lần để chạm phần đuôi này. Nghiêng dao ra. Để nổi bật cái phần gân này. Đi cái đường chữ V chèo xuống đây. Thì có phần gân lá. Đối diện chúng ta cũng làm tương tự. Sẽ đi đứng dao này, kéo xuống đây, mỗi cái điểm đuôi này, kéo đây, nghiêng dao ra dọn này. Bên của chữ lá đối diện chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng con dao này cắt ra. Sau khi đã ngâm bông hoa tầm 5 phút thì cánh hoa đã cứng và nó tự bung ra nha các bác. Thời gian bảo quản thì nó sẽ được lâu hơn. Đây, đó. Chúc các bạn thành công.